thông tin về cơn bão số 1. Bão số 1 vẫn đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 15 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 1 tháng 7 năm 2022, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm một đợt, có nơi trên 70mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày cường độ nắng không mạnh, nhưng vẫn gây cảm giác oi bức khó chịu. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực phía Bắc, mức nhiệt cao hơn 1 độ. Thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 7 năm 2022. Mực nước cao nhất 339cm xuất hiện lúc 4 giờ 30 phút, thấp nhất 102cm xuất hiện lúc 21 giờ 30 phút.